Trong bản khai nhằm buộc tội vợ của mình thì anh chồng không nêu tên cho biết là nhân lúc anh ta đang ngủ, người vợ đã mở điện thoại của anh ta ra để sao chép toàn bộ dữ liệu bao gồm là ảnh và các đoạn hội thoại sang điện thoại của mình nhằm xem xét. Anh chồng cho rằng là cô vợ này còn chia sẻ thông tin cá nhân của anh ta với các em vợ nữa. Mặc dù là người phụ nữ bào chữa rằng chính chồng cô đã đưa cho cô mật khẩu điện thoại và cho phép cô mở nó, bởi vì trước đây cô cũng từng bắt gặp anh ta nhắn tin với phụ nữ khác rồi. Nhưng mà tòa án Ras Al Khaimah vẫn kết luận cô có tội. Trước đó thì anh chồng đã nộp đơn kiện khiến cho cô vợ bị cảnh sát gọi đến thẩm vấn. Cô đã bị khởi tố vì vi phạm luật riêng tư rất nghiêm ngặt ở các tiểu vương quốc Ả Rập. Theo đó, vợ chồng sẽ bị cấm mở điện thoại cá nhân của người bạn đời mà không được phép, ngay cả khi một trong hai người bị nghi ngờ là ngoại tình.